Thank you.
Chương dịch vụ phòng tranh 3D của bên công ty Kewell chúng tôi. Và xin thay mặt Kewell thì cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người hôm nay. Và sau đây thì mời mọi người chứng kiến cái lễ cắt băng khai trương dịch vụ bảo tàng tranh 3D tại Đà Lạt, và nó là điểm đến đầu tiên tại Lâm Đồng và là điểm đến thứ 3 trong cả nước sau Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn tất cả mọi người.
xin được hân hoan chào đón quý vị đại biểu, quý vị khách quý về tham dự lễ khai trương Bảo tàng nghệ thuật tranh 3D của công ty Caquel Đà Lạt ngày hôm nay. Vâng, và lời nói đầu tiên cho phép Nam San xin được gửi đến toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng và nồng nhiệt nhất. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khách quý, công ty Caquel Đà Lạt được thành lập vào tháng 5 năm 2017 là công ty được đầu tư bởi ông Quắc Kang Chun, là nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc với thiện chí hợp tác kinh doanh và phát triển tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Dịch vụ bảo tàng nghệ thuật tranh 3D của công ty chúng tôi là một trong ba điểm đến đầu tiên về dịch vụ này tại Việt Nam sau thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tranh 3D là một loại hình nghệ thuật ứng dụng nguyên lý xa gần, vẽ lên mặt phẳng như tường, trần, nền nhà, độ bóng cùng những màu sơn đa chiều với độ trong suốt cao, cộng thêm sự phản xạ và khúc xạ của ánh sáng để tạo nên những bức tranh vô cùng sống động như thật. Bước vào không gian bảo tàng tranh nghệ thuật 3D của chúng tôi, quý vị sẽ được như sống trong một khu rừng cổ tích với những câu chuyện cổ tích vô cùng tuyệt vời. Với quy mô đầu tư hơn 10 tỷ đồng cùng những bàn tay khéo léo đầy tâm huyết của các họa sĩ, chúng tôi tin rằng đây sẽ là một điểm đến vô cùng lý tưởng của những du khách và những người dân của thành phố Đà Lạt ngàn hoa. Và kính thưa quý vị, về tham dự buổi lễ khai trương ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu. Thứ nhất, về phía nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, tôi xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Quắc Kang Chun, là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía công ty Caquel Đà Lạt, tôi xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Đỗ Vũ Hà, là giám đốc của công ty. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Hoàng Anh, là phó giám đốc của công ty. Về phía công ty Bạch Việt, tôi xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Nguyễn Quyết, là tránh văn phòng công ty. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía quý vị khách quý, tôi xin trân trọng giới thiệu về phía khách sạn Bavico Đà Lạt có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Bích Huyền, là giám đốc của khách sạn Bavico Đà Lạt. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Vâng, kính thưa quý vị, và ngay sau đây tôi xin được trân trọng kính mời ông Quắc Kang Chun, là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty, sẽ lên phát biểu khai trương bảo tàng tranh 3D Trích Lan ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông ạ. 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 Trân trọng kính 아울러 이 자리를 빛내주시기 위하여 참석해 주신 모든 분들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. Đồng thời cảm ơn quý vị lãnh đạo đã tạo điều kiện cho tôi được đứng đây phát biểu. Come on. 저는 2016년 1월 vào tháng 1 năm 2016 남동성 관광부 초청으로 tôi cùng với ông Chun Jin Yong, Bộ Du lịch Hàn Quốc. 경희대학교 관광부 여러분과 남동성에서 cùng với các giáo sư ngành du học Đại học Con Hy đến tham quan Việt Nam. 한국 Vietnam 관광 교류의 발전을 위하여 만난 적이 있습니다. Thông qua lời mời của lãnh đạo ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng. Việt Nam 한국의 관광 교류는 매우 중요하다고 생각합니다. Và chúng tôi đã gặp lãnh đạo tại tỉnh Lâm Đồng cùng nhau giao lưu trao đổi văn hóa và bàn bạc ngành du lịch phát triển. 첫째, 관광 교류로 인한 문화 교류로 이루어짐으로써 Thứ nhất, trong những năm gần đây khi văn hóa Hàn Quốc du nhập vào Việt Nam. 둘째, 베트남 한국 간 인력 창출 및 서로 간의 이 시대의 인류가 희망하는 Thứ hai, trong công cuộc hội nhập như hiện nay,
Chúng tôi luôn coi Việt Nam là anh em trong một nhà, luôn mong muốn đem đến những gì tốt đẹp nhất cho Việt Nam trên cơ sở cùng nhau phát triển. 저는 이런 이유로 제가 제일 좋아하는 특히 베트남 남동성 달라시의 관광 발전을 확신합니다. Cũng vì lý do đó, tôi rất yêu thích thành phố Đà Lạt và nhất là ngành du lịch phát triển. Tôi rất có niềm tin sự phát triển ngày càng lớn mạnh về sau của Việt Nam, Hàn Quốc. Việt Nam, 한국의 미래를 더욱더 발전되게 하리라고 믿고 있습니다. Hàn Quốc và Việt Nam mãi mãi về sau luôn luôn phải phát triển và phát triển. 저는 외국인으로서 맨남 여러분께서 저는 사정을 잘 모르고 있습니다. Vì tôi là người nước ngoài, bất đồng ngôn ngữ nên tôi không biết diễn tả như thế nào về tình cảm của tôi dành cho Việt Nam. 그러나 KUL 3D 사장인 도부와 부사장인 흥엔 황한. Tuy nhiên, KUL Đà Lạt giám đốc là ông Đỗ Vũ Hà và phó giám đốc là ông Nguyễn Hoàng Anh. 또한 내가 또한 바비코 호텔에서 미스터서 모든 분들이 저를 많이 밀어주고 있습니다. 그냥 진행해 그죠? 도부와. Và em xin nhắc lại lời ông muốn khẳng định đại diện của bên phía Babico gồm có anh Sử là tổng giám đốc và anh Toàn. 아울러 트릭랜드가 성공으로 앞으로 베트남 남동성 달라시와 거기까지. Mong quý vị và khách có mặt ngày hôm nay hãy nhiệt tình, hãy nhiệt tình hỗ trợ giúp đỡ KUL Đà Lạt chúng tôi. 한국 간의 문화 교류 및 관광 교류의 마지막 앞서 마지막 예. 마지막 내가 할게. 관광 교류의 앞장서는 한국인이 되겠습니다. 감사합니다. Come on. Chúng tôi sẽ thành công cùng với Chitlan trong thời gian tới cùng với sự ra đời của KUL sẽ góp phần đưa nền văn hóa du lịch của Việt Nam nói chung và Đà Lạt nói riêng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Và tôi xin thay mặt bên KUL Đà Lạt, đại diện bên phía giám đốc xin chân thành cảm ơn quý vị quan khách đã đến tham dự buổi tiệc ngày hôm nay. Chúc quý vị sức khỏe và có một buổi tối thật là ngon miệng. Xin cảm ơn chân thành. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn lời phát biểu của ông Quách Khang Xuân rất là nhiều. Và kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khách quý, trong buổi tiệc khai trương phòng tranh 3D của công ty chúng tôi buổi chiều hôm nay, công ty chúng tôi có chuẩn bị một bữa tiệc thân mật và hy vọng rằng quý vị sẽ thật là vui tươi tham dự bữa tiệc cùng với công ty chúng tôi. Và một lần nữa Nam San sẽ được chúc toàn thể quý vị khách quý, quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc cho công ty KUL Đà Lạt ngày càng phát triển bền vững và thành công hơn trong thời gian sắp tới. Xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều. Thank you.
Một lần nữa thay mặt cho ban giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Cowell Đà Lạt và cùng ban giám đốc của khách sạn Babico Đà Lạt và nhà đầu tư là ông Quắc Hoàng Dùn, xin gửi lời chân thành cảm ơn đến tất cả các vị khách quý đã bớt chút thời gian và đến tham dự cái buổi khai trương ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Và chúng ta sẽ cùng nâng ly để chúc mừng cho cái ngày khai trương thứ nhất. Thứ hai là chúng ta sẽ chúc cho sự thành công của Cowell Đà Lạt. 1, 2, 3, yo! Thank you.호치민에서 우리를 축하해 주기 위해서 나와주신 우리 하나투어 조성일 나오시라래. 알로. Xin giới thiệu với quý vị khách quý, thì ông Cho Sang In đến từ thành phố Hồ Chí Minh. 자 그리고 조성일. 오케이. 자 또 있어 많아. 네네. 자 하나 저기 우리 KUL 성공을 위해서 찾아주신 미스 융. Come on. 왜 sự thành công của KUL Đà Lạt, xin giới thiệu Miss Dung. 야. 그리고 미스 전. 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 오케이. 괜찮아. 오케이. 자, just a moment. 그리고 우리 그 달랏 마비코가 이기까지 최고 고생하신 유민. 왜 người quan trọng nhất của KUL Đà Lạt đã phát triển ngày hôm nay tên là Yumin. Bưng Yumin, Indonesia. Indonesia. 그리고 그림을 아주 고생해서 그리신 황한. 유민 일로 와. 유민. 유민이 쪼였어요. 황한. 예. 와, tiếp theo. Và sự thành công của KUL Đà Lạt, cái sự góp ý của đội trưởng họa sĩ Hoàng Anh, xin mời. Hoàng Anh ở đâu? One more time. Okay, okay. 여러분 너무 감사하고 고생했다고, 특히 우리 유민이가 고생 많았다. Và cũng chân thành gửi đến lời cảm ơn đến quý khách đã dành thời gian đến đây và cũng cảm ơn đến Yumin Shika, người rất là quốc quả nhiều nhất trong okay. Yeah. Yumin, 그리고 우리 그 KUL 달라르스를 위해서 한국 아나토에서 전격적으로 밀어주겠다고 약속을 받았다. Và xin hứa một điều, KUL Đà Lạt sẽ thành công với sự hỗ trợ của Hanato, Cho Sơn Nghi, Sa Trân Nghiêm. Come on, come on. Xin cảm ơn rất nhiều.
Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khách quý, trong chương trình tiệc khai trương của công ty Cagwell chúng tôi trong buổi tối hôm nay, chúng tôi có tổ chức một chương trình ca nhạc. Vừa rồi quý vị đã được thưởng thức tiếng saxophone rất là tuyệt vời của anh Hữu Chính và tiếng đàn violon vô cùng nhẹ nhàng của Xuân Thảo. Và ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ tiếng hát của ca sĩ Nhật Hạ với một nhạc phẩm mang tựa đề Pink Girl. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Lần đầu tiên cho phép nhạc sẽ được gửi chào đến toàn thể quý vị. Ngay sau đây nhạc sẽ được gửi đến quý vị qua một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường, Pink Girl. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.